Đây các bạn, mình bước xuống nè. Đó, các bạn thấy con hẻm nè, người ở trong nhà. Chỉ có tiếng tivi thôi. Wow, ta đi im lìm luôn. Chỉ mới 7 giờ tối thôi đó. Ngày 21 tháng 7 2021. Thầm thầm cho các bạn. Nhà đóng cửa. Không ai ra đường luôn. Đây là món hủ tiếu bò viên. Đó, bò viên, sườn heo, da heo khô với lại đậu hũ cá thác lát. Hủ tiếu miền các bạn nha, mua gần ở chợ Ba Đình quận 8. Ở đây chúng ta sẽ có hành, chanh và tương ớt, tương đen. Nhìn đã chưa? Bò viên chấm vô khỏi chê. Rồi, đổ rác mọi người ơi. Rồi, tới giờ đổ rác mọi người ơi. Rồi, nguyên cả hẻm đủ nhau đi đổ rác. Đây, đổ rác bằng xe. Bây giờ nhiệt quá, không có cho mấy cậu nhét vô đây đổ nữa. Bây giờ dân tự kéo vô hai đổ nữa, thì nhét luôn. Đây, cảnh đổ rác ở xóm hẻm quận 8 các bạn. Đang ra ngoài đổ. Rồi, ok. Hiện tại là khoảng độ 4 giờ chiều các bạn. Ngày 21 hả Huy? 21 tháng 7 năm 2021 ha. Mấy hôm trước và hôm qua thì có nói về vấn đề là bánh mì. Bánh mì không phải là lương thực thiết yếu đó, cái vụ đó. Còn bây giờ các bạn nhìn, các bạn hình dung ra được cây này không? Đây. Mới nãy bữa mới làm lại cái chốt mà bẻ xuống. Đây. Đi gãy. Các bạn có nghĩ cây này là thiết yếu không? Đây các bạn nhìn đi. Đây, đây là cái ống bơm. Rồi, ống bơm. Thì việc là như thế này, là ở Sài Gòn nói chung ở Việt Nam mà đại đa số là mọi người đi xe Honda. Thì những ngày này khi đi ra đường á, nếu mà cái lớp bánh xe mà bị xì hơi á thì sẽ rất là mệt mỏi. Mấy bữa hôm trước là Huy có đi ra đường và cái bánh xe nó gọi là nó bị xì hơi á, nhưng mà tìm rất nhiều nơi không có chỗ để bơm, bởi vì những người mà cho bơm hơi và sửa xe này họ đều nghỉ cả, do đó phải chạy về nhà. Và cũng may mắn là cái cây này nè, cái cây bơm hơi này vẫn có nhà cho bơm hơi được, cho nên những ngày này á là ai bị xì hơi hoặc là bể lớp thì sẽ rất là mệt nha. Đó, theo các bạn nghĩ cái này có thiết yếu không, và cái dịch vụ mà bơm hơi sửa vá xe này có thiết yếu hay không? Thì có nó là cũng đỡ lắm anh. Đúng rồi, không có cái này rất là mệt nha. Khi ra đường mà mấy người mà bị bể bánh xe rồi, giờ kiếm đâu có chỗ nào mà làm giá bánh xe hết. Nào có mấy chỗ mà quen á, người ta mới làm cho mình thôi. Tại thực sự là họ cũng sợ bị phạt nữa, bởi vì đây là không phải là lương thực thực phẩm. Mà trong chỉ thị 16 đó là hàng hóa thiết yếu, còn cái này là đây là một dạng dịch vụ. Đó. Như vậy đáng lẽ là phải thêm một cái dịch vụ thiết yếu nữa. À, Sài Gòn hơn 10 triệu dân, biết bao nhiêu là xe máy mà những người xì hơi mỗi ngày. Thì cây này là dùng để bơm hơi xe đạp. Giờ bữa em dùng cái cây này để bơm hơi cái bánh xe Honda mức bao lâu? Khoảng chừng
1 phút 2 phút à. 1 phút 2 phút mà. Nó có cái lỗ xe Honda nè, cái lỗ này là lỗ xe đạp. Lỗ, à. Lỗ xe Honda nó có 2 lỗ. Rồi. À, mình mới nhờ bé Ba đi chợ các bạn, thực tế là đi vô Co-op-mart Ba Đình và thứ hai là ở bên ngoài nữa. Thì ở đây có mua một số hàng ha. Đây các bạn thấy nè, đầu tiên là chỗ mua mì khô, mì trứng, cái hai là hủ tiếu ướt, tính giá sao Quỳ? À, hủ tiếu, hủ tiếu ướt á. Rồi 10.000. 10.000 là bao nhiêu ký vậy? Ký đúng không? Ký. Ký. Còn cái mì khô này bao nhiêu? Mì khô này hả? Mì trứng 40 ngàn một bịch. 40 ngàn là một bịch. À, một bịch nó được 10 okay. Phân. Đây hủ tiếu ướt các bạn coi lại nè, kỹ nè. Quy 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 bánh bịch, bánh bịch ra quy. Đây. Cái này gần ngay cái chỗ siêu thị Sang Hà ngay góc đường Ba Đình. Đó các bạn. Hôm nay sẽ làm món hủ tiếu bò viên. Ai thích ăn mì thì ăn mì. Rồi qua tới cái giá hẹ, quên, cái này là rau quế. Đâu rau quế, rau quế nhiều Quỳ? Hả? 5 ngàn đúng không? 5 ngàn được một cụm. Rau quế hả? Củ nhiều. Cải trắng 1 ký 30 ngàn. Củ cải trắng 1 ký 30 ngàn, còn rau quế mua nhiêu vậy? Như 5 ngàn thì phải. Quế phía dưới đúng không? Rau quế 5 ngàn. Rau quế 5 ngàn đưa lên Quỳ. À, đây, rau quế 5 ngàn đồng. 5 ngàn đồng được một bó vậy thôi, nói chung là giá cả rau quế hôm nay vẫn mắc. Giá vẫn cao à. Rồi hành lá. Hành lá 5.000 đồng. 5.000 đồng. Hôm nay là hôm nay đỡ hơn rất nhiều, đỡ hơn hôm qua đúng không? Hồi bữa là một nhóm vậy là 10.000. 10.000. Bữa nay ngay chợ khu vực chợ Ba Đình thì mua cái này là anh này là 5.000. Thì mình sáng hôm nay mà đọc thông tin trên báo Tuổi Trẻ thì vẫn có dẫn nguồn chỗ nói là có nơi vẫn bán hành lá rất mắc, khoảng độ 100.000 đồng một ký các bạn, mà trong khi gần với thành phố Hồ Chí Minh, gần Sài Gòn á là Vũng Tàu á. Ngay tại vườn thì bán 10.000 đồng một ký, mà trong khi đó không có người thu mua. Rồi qua tới đậu hũ. Đậu hũ, đậu hũ đây 11.000 bốn mé ba miếng. 11.000 ba miếng. Rồi để bỏ chung với lại cá nạo. À rồi các bạn nào thích ăn cá nạo với đậu hũ là ok. Rồi còn gì nữa? Hẹ. Giá hẹ. Giá hẹ mua trong cột mát phải không? Giá hẹ. Đúng rồi. Giá hẹ 14.000. 14.000 là mua trong cột mắt. Đây của cột mắt Ba Đình. Hẹ 14.000. Nhiều quá. Đâu quân ngại được rồi. Hẹ tươi không? Đây qua cái ra luôn. Đây vàng. Ừ, nó hơi bị vàng úa xíu. Chịu thôi. Rồi ok. Rồi. Rồi giá. Giá đây. Giá như là cái loại giá hẹ đúng không? Ồ, bữa nay mày mắn qua một quả giá. Dạ. Rồi, ok. Rồi, tổng cộng là giá hẹ là 14.500 vậy đấy. Rồi. Tất cả là 100.000 đồng. Ở đây. Ừ, từ đó lộn. Đó, như đây là tất cả là 100.000 đồng. Rồi, chiều hôm nay sẽ làm món hủ tiếu bò viên ha. Rồi, đợi tới chiều hồi chút xíu nữa, khoảng độ hơn tiếng nữa giờ đó sẽ nấu. Và hiện tại là khoảng độ 6 giờ tối ha. Bây giờ sẽ nấu món hủ tiếu bò viên. Đó, đang rửa cái nồi, nấu nước lèo. Thì các bạn thấy ở đây nè. Ở đây có một số cái xương sườn. Đó, sườn heo các bạn ha. Giờ có gì dùng nấy. Đó, dùng nước lèo. Qua đây còn củ cà rốt. Củ cây trắng nữa cậu Quỳnh. Đó, củ cây trắng đó. Nấu cho nước lèo nó ngọt. Rồi giờ hướng nước vô. Hầm xương trước đúng không? Dạ đúng rồi. Hầm xương cho nó mềm. Củ cái trắng này được phẳng. Đó, còn nước đỏ luôn. Mới nhổ lên. Của ai cho vậy? Ai không biết đâu. Thấy có người cho nhà ngoại. Được 4 năm củ. Mùi cũng nhiều. Mấy bữa nay các bạn có để ý không là nghêu sò ốc hến rất là hiếm các bạn thấy không? Ngay cả mình khi đi chợ hay là vô siêu thị rồi ở bên ngoài đường nữa
Thì sáng nay đọc thông tin đó là nghiêu sổ hết ngay cả Cần Thơ á, Cần Giờ chứ, là huyện đảo Cần Giờ là thuộc Sài Gòn á, nhưng mà không có thương lái thu mua, khổ cho cái người nuôi trồng thủy hải sản này. Bây giờ chủ yếu chỉ thấy là gà, vịt, heo. Hải sản thì thấy lâu lâu có gần chợ Sấm Củ có bánh tôm nè, hoặc là đặt qua mạng thì từ Vũng Tàu giao lên cũng có, tuy nhiên hiện tại giá cũng khá là cao. Các mặt hàng cá tươi, hải sản giá cao. Coi như là bữa nay hôm nay là hành lá là coi như là giảm giá khoảng độ phân nửa các bạn ha, khoảng độ 50-60 ngàn đồng diện ký. Hết mắt rồi. Hư quá ha. Không gì nó ngon, nó thấy nó ngon. Nó là trồng cái đất đỏ thì nó đỏ. Này chắc từ vùng Lâm Đồng cũng Đà Lạt nó lên. Và thứ cà rốt. Hồi sáng giờ nước chai yếu anh có cảm thấy gì đó không? Không để ý nè. Dạ. Áp lực nước yếu hả? Nước yếu, ở dưới nhà nước yếu muốn chết luôn. Ừ. Thửng vô vào cái thùng tắm thôi. Dạ dữ vậy. Không phải già, em ghét tay, em thấy cây da nó bén. Ừ. Nó bén lắm. Thì thôi thì cắt từng miếng từ... Ý là em cắt làm đâu ấy? Ý là cắt... Anh đang cắt từng miếng từ cái đầu đó. Em cắt làm đâu. Như cái nước bên kia đó cảm thấy nó đang sôi hay sao đó Quỳnh, đúng không? Không thấy nó bốc khói. Rớt lượm rửa lại. Ta có 3 cục đậu hũ ha. 3 cục đậu hũ. Cắt làm tư đi người. Ừ, đúng rồi. Thôi em nghĩ để vậy xong chút sắt. Ừ, để đi đi. Chứ mình sắt làm đôi á, nếu cái phần ở trong nó chưa có bị gì, mình quét chả lên nó dễ. Ok. Vậy em muốn chiên sơ trước đúng không? Đúng. Chứ anh nhớ là không có chiên, kệ đi. Thôi em làm hướng của em đi. Anh Tục hãy tin em. Ừ. Giao hết cho em đi. Rồi ok. Thêm nữa. Còn miếng nữa đó. 3 miếng này nhớ như 11 ngàn á. 11 ngàn bao nhiêu quên. Miếng này thường có 3 ngàn miếng. Ừ. Rồi bắt dầu lên. Chảo lên chứ. Ừ. Thêm đọc vô. Ừ. Sờ. Ơi, dầu sủi tâm rồi kìa. Tình hình Corona hiện tại ở Sài Gòn khá là căng các bạn, nói chung là diễn biến phức tạp đó. Rất có thể là sẽ thực hiện giãn cách thêm một khoảng thời gian nữa, và việc nấu cơm từ thiện sẽ phải ngưng lại. Hiện tại là hầu như là thời gian mình ở nhà không chứ có đi đâu được hết. Còn 2 miếng nữa thôi Quỳnh. Ý em được khoảng trống nấu chín. Nè hồi nãy bây giờ nãy nó nói lấy luôn cái chảo lớn rồi đỡ rồi, nhà phải chia. Em chen được. Chen luôn cho rồi.
qua bên kia cái nước thì sôi cho ta để bỏ xương vô hầm luôn. Rồi, nước sôi sục sục rồi, giờ cho xương vô. Cái phần này là xương sườn, vừa xương vừa thịt đúng không? Sườn cộng, vậy là sườn cộng. Sườn non, khúc sườn non, đây là em sẽ cho okay. Cái này mới là lâu. Rồi, giờ cà rốt với lại củ cải đỏ làm sao? Trước bỏ cho anh, tại cái này nó lâu rồi, đợi xương nó mềm nó mới dầm. Ok. Rồi, bây giờ lặt rau quế. Thơm chưa? Ừ, 5.000 đồng á. Rẻ rồi. Ừ, rẻ rồi. Bây giờ rau quế giờ rẻ hơn lại rồi. Ủa, chị thì 16 nên là ngày mấy anh? Ngày thứ mấy? Bữa ngày 9 tháng 7, bữa nay là ngày 21 tháng 7. Là mười mấy ngày à? 12, 13 ngày. Ừ. Còn có 3 ngày hết. Nhưng mà chuẩn bị thêm một đợt mới nữa. Tình hình nó căng. Căng chứ không nghe. Số lượng ca nhiễm nhiều quá trời. Thôi tinh thần vậy đi. Okay, thơm quá trời đâu quên. Đây, đậu hũ chuẩn bị giòn giòn lớp bên ngoài này nè. Đây, đậu hũ đã giòn hết cả hai mặt. Giòn rồi. Giờ đây tiếp tục rửa hành lá. Sắc hành lá. Cho đổ đầu quế cũng xong luôn rồi nè. Chưa có rửa thôi. Đây, rửa xong giờ. Rửa hẹ với rau quế luôn. Cái rau quế đây rửa nước rồi đó. Bây giờ mới thấy tự do thì sự quý báu đúng không? Giãn cách xã hội, thủi thủi ở nhà suốt. Vô luôn. Bữa nay mua được cộng giá rồi đó. Chỗ bán hủ tiếu bữa nay nó có cộng giá. Mừng quá. Bắt đầu thấy thực phẩm trở lại rồi. Thấy cái chút xíu sinh khí của thực phẩm rồi. Đậu xanh. Đậu xanh. Đậu xanh. Giá gì? Rồi, rửa lại nước thứ ba. Giá đậu quế còn những bữa nay nước chảy yếu thiệt. Hẹ có đồ ăn là mừng rồi. Giờ hẹ vàng sẽ xanh dạng hết. Túm sang một bên đắp bóc dễ và ngủ ăn luôn. Ở đây chúng ta có bò viên và da heo khô ha. Đây là hàng chữ sẵn lâu rồi.
À, da heo khô từ đợt nấu cơm từ thiện tới giờ vẫn còn là ít. Giờ ngâm da heo khô. Nhiều đó không đủ đâu. Không có à, em nghĩ là tuyệt vời. Ngâm thêm miếng mình lên. Mình làm tới 8 ngàn luôn mà. Gia đình em, hai đứa con là 4. Cô bé ba, dì tí, bà ngoại nữa. Cường không ăn nuôi rồi. Rồi, tới bò viên, sắp bò viên. Anh ấy nghe tiếng da heo nổ luôn. Nghe. Giống như kèo nổ. Làm bao nhiêu viên như Quỳnh? Em trung bình là mỗi người 2 viên đó. Mỗi người 2 viên là làm bà nó 16 viên đi. Bò viên loại ngon nha, bò thịt. Nhưng không có trộn bột. Sắc là biết đúng không? Đây, bò viên đã sắc xong. Đó. Thơm quá trời thơm. Rồi, bây giờ cái phần thịt xương sườn đã chín rồi nè. Chuẩn bị cho cái cà rốt vô. Với củ cải trắng. Ủa, ai bấm hay thì biết rồi. Thắng Cường hả? Đây là hàm xương. Không sợ nước chừng cũng đủ. Đủ rồi. 7-8 ngàn mà lát bỏ thêm cà rốt bỏ đồ vô nữa mà. Bò viên luôn hả? Hay là sao? Đây cái phần thịt sườn đảo quá ta. Nhìn ngon lắm. Hơi tối chút xíu chỗ này. Ôi đồ bánh sáng. Làm đi Quỳnh, cứ làm đi. Ôi xuống đi. Giờ mấy cô có cái đèn nào không? Không có đèn. Chúng ta quay cận cảnh một cái tô thôi. Đổ xuống luôn được rồi đó. Hả? Mềm hả? Rồi, cắt da heo khô. Đó. Đây cái tô. Rồi, bỏ vô ống rồi. Rửa là nước ăn lắm. Rồi, để 3 miếng sắc luôn lần luôn. Đây chả cá của dì tí bán. Đó, lấy được một miếng. Quá xinh đó. Tí bột ngọt. Cho chút xíu bột ngọt. Chút xíu muối. Chính thức rồi, hết bán trái cây các bạn nha. Hết bán trái cây giờ, dì tí không bán trái cây nữa. Lý do là tại vì nhà ở dưới quê họ gửi lên bán giùm vậy thôi à. Chứ thực sự mà nó là bán này cực quá. Tại vì dạo này kiếm shipper rất là khó luôn. Shipper cực kỳ khó. Tuy nhiên chả cá thì vẫn bán, chị Tí vẫn bán chả cá là chả cá y nguyên như vậy nè, là 250 nè đồng ký. Cái chả cá trộn với phần mỡ bụng á, tức là trộn rất là vừa ăn á, về nhà tự mình chiên thôi á là 170.000 đồng. Còn chả cá trộn mà chiên rồi thì 200. Buổi sáng thì có bán kèm theo bánh mì thì mỗi bánh mì 4.000 à, hay 3.000? 3 đồng. Tức là bên ngoài là mua 3.000 đồng về bán là bán không có lời luôn các bạn. Chẳng qua là để hỗ trợ thôi. Xếp hàng mua bánh mì nữa. Phải mua cái số lượng lớn họ mới giao. Những ngày này nếu mà các doanh nghiệp hoặc là cơ quan mà hỗ trợ với nhà bán không có tăng giá so với trước lúc có dịch đó thì hay quá. Tuy nhiên cách vận hành rồi cái thị trường ấy cảm thấy chán quá. Người ta lợi dụng cái thời cơ để mà gọi là kinh doanh. Thì cả những doanh nghiệp lớn luôn. Hay.
trong khi người dân thì khổ, thu nhập không có, bao nhiêu người là thất nghiệp phải ở nhà ăn vào trong cái tích trữ, gọi là cái đồng tiền của mình đó, đi làm gọi là mình tích trữ mà sắp qua lấy ra ăn mà sắp hết 15 ngày rồi. Rồi có những người lao động phổ thông rồi kiếm sống gọi là cái kiếm cơm hàng ngày đối với họ cực kỳ khó khăn, mình nghĩ lại tội cho họ. Rồi. Tiền điện, tiền nước, internet. Tiền điện lên mà không, nhà nước không bớt. Tiền điện lên chứ, ác ghê luôn. Tiền điện lên, đã không làm nên mừng có tiền điện lên. Ở nhà tiền điện lên. Đây, đậu hũ. Rồi, quết. Lại chả cá. Quết rồi. Đây, quết miếng chả cá lên đậu hũ. Y. Trời. Có dầu ăn nhưng mới dính. Rồi, quết lên miếng. Không phải trong nghề nha, em quất hay xong. Này hỏi gì tí. Dính không Quỳnh? Dính. Ok. Ôi, quất chả cá xong rồi, bây giờ cho vô. Đấy, cái bò biển nổi lên luôn rồi nè. Đổ xuống đi Quỳnh, anh thấy nó ok mà. Nó có một cái lớp ở dưới chặn lại, nó không có bị cái này lá kêu bé Ba vô ăn. Đã quá trời. Bắt đầu nêm nếm, cho chút xíu muối với lại đường bột ngọt. Ủa, trong lên rồi Quỳnh. Đã giờ đứng vớt bọt không á? Rồi thử. Rồi, đã nêm xong các bạn, rất là vừa phải, giờ cho hai cô luôn. Giờ hết luôn, quay lên Quỳnh, quay lên. Đồ ăn. Cái cà rốt rồi lên cho anh thấy Quỳnh. Đó. Sườn, cà rốt, củ cải trắng. Đồ ăn không? Với lại bò viên. Rồi qua tỏi phi. Phi tỏi, phi tỏi. Bữa nay không có củ hành tím mà phi tỏi thôi. Tỏi ra. Tỏi phi càng nhiều càng ngon Quỳnh. 7-8 tô là mỗi người ít. Nước em lấy. Tắt ra từng mỗi người muỗng muỗng muỗng. Dạ đúng rồi. Ở đây chỉ biết không có cái tép mỡ thôi. Tép mỡ thôi. Thôi, con dầu. Có. Ở đâu rồi? Bà tí đang phi với bản kìa. Dạ. Nói chứ phải cho sao đâu, lấy em lấy luôn cái phần dầu nó mà sử dụng luôn mà.
đổ vô cái chén luôn, lát mình lấy cái muỗng múc thôi. Thì cái này vừa tới rồi. Rồi, tắt lửa. Thơm chưa? Thơm, mới cho thơm. Rồi, bây giờ trụng hủ tiếu. Không đủ vàng để cho. Và đây là xóm hẻm Nguyễn Duy, quận 8, lúc khoảng độ 7 giờ tối các bạn. Bình thường con hẻm này vào giờ này rất là đông, rất là náo nhiệt. Còn bây giờ các bạn thấy nè, những ngày giãn cách xã hội ha. Người ở trong nhà, nói chung là cái cảm giác nó khá là yên ắng, bình lặng. Rất ít người ra khỏi nhà. Cảm giác nó buồn buồn sau đó. Chứ như hàng ngày là giờ này là chuẩn bị đi gửi cơm cho những người sống trên đường phố vô gia cư. Rồi bây giờ trụng hủ tiếu ha, làm một tô. Đấy, làm một tô trước thôi. Ai ăn thì trụng tiếp. Còn phần mì nữa. Luôn chút xíu giá hẹ cho cái nước cho nó sôi lên. Cái giá nó hơi khó à. Tại em muốn cái nồi đó. Được rồi. Đó. Ok. Xong giá hẹ. Sôi lên chút xíu nè. Rồi cho chút xíu hành vô. Không, mình lấy này trước. Lúc nãy giờ sôi dữ lắm em mới tắt. Miếng hút khói luôn. Của kiểu của cá chám. Miếng đậu hũ chả cá, miếng sườn. Sườn kìa. Đó, ok, rồi đổ nước vô đi. Để miếng chả heo. Cho thêm nước lèo vô. Da heo. Da heo cho 2 miếng đi. Heo 2 miếng. Hủ tiếu gõ 25.000 tô. Dám đâu. Cái tô này 40.000 không biết đã đủ chưa. Bò viên ngon, thịt cũng ngon luôn. Rồi cho tỏi phi vô với hành. Hành đó. Miếng tỏi phi lên. Xong. Còn thiếu tương đen, tương đỏ với lại chanh ớt đúng không? Dạ đúng rồi. Ok. Chấm với lại cái phần da heo khô với phần đậu hũ nè, với phần bò viên nè. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Cập nhật tình hình giãn cách xã hội Sài Gòn, tình hình Sài Gòn những ngày này ha. Đấy, hôm nay mình nấu. Cũng mua được chai tương. Đấy, tương đen, tương ớt. Sắc cái miếng ớt nữa. Để chanh. Đặt miếng chanh vô. Bò viên chấm cái này còn chì chê nữa. Đậu quá. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp ha. Trên núi chứa trang Gia Lào.